Xin chào các bạn, chào mừng các bạn một buổi sáng tốt đẹp. Hiện nay tôi đang di chuyển trên con đường đôi của công viên Lạch Tray. Đây là trước màn hình các bạn đang xem là cung thiếu nhi. Công viên Lạch Tray rất đẹp. Phía trước màn hình các bạn là công viên Lạch Tray và hồ đào. Đấy, hồ đào rất đẹp. Bên đây tôi đang di chuyển trên công viên Lạch Tray để các bạn thưởng thức công viên Lạch Tray hiện nay mới khánh thành và đưa vào sử dụng, rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn theo dõi. Toàn bộ khu vực công viên Lạch Tray, tôi đang đi vòng quanh khu vực công viên Lạch Tray để các bạn theo dõi, rất là đẹp. Hiện nay là con đường này là con đường 100m, đáng lẽ là nó đi qua hồ đào, nhưng vì dự án thành phố thay đổi, do vậy là không qua hồ đào nữa. Và đây là công viên Lạch Tray các bạn, công viên cây xanh Lạch Tray rất là đẹp. Phía trước màn hình các bạn đang xem là đường Lạch Tray. Đây là quần thể công viên. Các bạn, đây là quần thể công viên. Trước màn hình các bạn đang xem là hồ đào, rất đẹp. Đấy, quần thể công viên rất là đẹp, các bạn nhìn chưa, đẹp luôn. Trên màn hình các bạn đang xem là cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, đây là phía đằng sau. Còn đây là rất nhiều các bạn đang đi làm, đi công việc, đang đi trên con đường. Đây là đường bờ hồ, đường bờ hồ Tam Bạc. Hiện nay là cháu đã học sinh đã đi học về. Đấy, các bạn nhìn kìa, hồ đào rất đẹp, rất dài và đẹp. Toàn bộ khu vực quần thể công viên các bạn đang theo dõi. Tiếp theo khu vực hồ đào, đây là hồ Quần Ngựa. Các bạn đang theo dõi, đây là hồ Quần Ngựa. Đấy, tôi di chuyển đi theo con đường vòng quanh hồ Quần Ngựa để các bạn theo dõi. Con đường này rất là đẹp. Toàn bộ khu vực Quần Ngựa các bạn nhìn theo dõi kìa. Đấy, hồ Quần Ngựa đấy, rất là đẹp. Đấy, hồ Quần Ngựa. Oh.
đây là cung văn hóa thiếu nhi, còn cung thiếu nhi các bạn, toàn bộ đồ chơi và các khu vui chơi là của các cháu thiếu nhi, gọi là cung thiếu nhi. Khu vực này là khu vực của đường Đông Khê 2 đang thi công, do vậy là toàn bộ ống nước người ta đang để ở đây để chuẩn bị thi công tiếp. Tôi tiếp tục di chuyển sang đường Đông Khê 2. Đường Đông Khê 2 rất là đẹp. Các bạn đang theo dõi đường Đông Khê 2. Đoạn này là đoạn của An Đà, phường Đằng Giang. Khu vực này là ngã tư An Đà và Đông Khê 2. Đây là trường tiểu học Đằng Giang, tiểu học tức là cấp 1 các bạn. Đấy, các cháu đang đi học. Đường Đông Khê 2 rất đẹp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.